Hello, con xin chào cô chú. Hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú một số dòng chầm lai, đó là chầm Balaxy Lai với chầm Netto. Đây là hàng đài nha cô chú. Đây là một số mặt hoa. Đây là một số mặt hoa đa sổ nó nha cô chú. Nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Có tên là 114. Nó sẽ sổ ra rất là nhiều mặt hoa khác nhau nha cô chú. Và sau đây con xin phép giới thiệu một số hình cây của nó. Và giá bên con đang bán đồng giá là 400.000 một giò. Nằm canh trắng nè. Và có cây thì nó sẽ màu khác nhau nha chú. Tại bên con đang chỉ có 2, 4, 6, có 7 giò nha cô chú. Đồng giá là 400.000 một giò. Ở đây giới thiệu một số hình cây và mã số của nó. Cây đều đang nụ nha cô chú, vừa nụ vừa kỳ luôn. Đây là mã số 1. Đang kỳ nè cô chú. Và cây đang nụ luôn. Nó sẽ sổ rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Vừa có kỳ và nụ luôn. Hai thân. Hai em này là dài được khoảng cỡ 30 cm. Giờ mã số 1. Giá tiền là 400. Đây là mã số 2 cô chú. Đây là một số kỳ nè. Đó, và đây đang nụ nè. Số 2 này có một thân lớn, một thân nhỏ nè cô chú. Và một số kỳ ở gốc. 400.000. Dùm mã số 2. Vừa nụ vừa kỳ luôn. Và cộng đan hoa của nó là dài được 45 cm cô chú. Kỳ nó đều đã bám rễ rất là tốt. Và bây giờ dò mã số số 2. 400.000 mã số 2. Đây là mã số 3 cô chú. 1 2 3 4 4 thân lớn nhỏ. Và một số mắt đang sưng nè. Đó. Phần dài đang lên kỳ nè cô chú. Và dò mã số 3 này giá của nó là 400.000 đồng giá. Hai thân đều đang nụ hết. 400. Hai thân này là dài được khoảng cỡ 30 cm nha cô chú. Và mã số 3. 400.000 đồng giá. Đây là mã số 4. Đây có hai thân nụ nè. Và một số kia đang nhảy với thân già nè cô chú. Đang sưng mắt nè. Mã số 4. 400.000. Giờ mã số 5 nè cô chú. Là nó dài được khoảng cỡ 40 cm. Mã số 5 đang nụ nha cô chú. Và tất cả đều là mặt hoa sổ. Mã số 5 400.000 đồng giá. Mã số 6 cô chú có giá là 400 luôn. Số mầm đang lên nè. Cộng này là dài được khoảng có 50 cm á, tại thân nó cũng thẳng lắm. Mã số 6, 400. Và đây là mã số cuối cùng của chú. Đang có một số kỳ gốc nè. Vừa có kỳ luôn nè. Và vừa nụ luôn. Nụ này nó một tím của chú. Và giò này có giá tiền là 400.000 đồng giá. Giờ mã số 7. Này là nó dài được khoảng 70 cm hơn nha cô chú. 400.000. Giờ mã số 7, mã số cuối cùng. Và các cô chú muốn sưu tầm loại này thì cứ điện thoại cho bên con. Và cô chú cứ gọi tắt là 114 là con sẽ biết hình cây. Và số điện thoại con là 0908 846 64.
mấy cái chữ này là do con lấy cái chậu ở ngoài á, con ghi lên nên là nó bị sai nha cô chú. Mấy chỗ này đã sai rồi nè, và cái này con đã bỏ lên cho nó đứng lên á, con không có bôi cái số ở ngoài. Rồi qua đây con xin chào cô chú.